Xin chào Tinh Lâm. Ta hỏi lại một lần nữa, Linh Lan đang ở đâu? Từ từ, để tôi giới thiệu bản thân cái đã. Tôi là Hữu Danh, là họ hàng xa của Lâm. Tao với mày không thù không quán, tại sao mày lại phá tao? Gì mà nói phá nghe tiêu cực vậy Lâm? Thật ra tôi chỉ muốn xem thử pháp sư trẻ Tinh Lâm làm được những gì thôi. Tao làm được gì không, không liên quan gì tới mày. Vậy là Lâm không biết rồi. Trong dòng họ nhà pháp sư, Lâm đang được mọi người để ý nhiều lắm. Tao không quan tâm là mày hay là dòng họ gì nhà mày hay là bà con xa pháp sư gì đó của tao suy nghĩ gì vậy tao. Tao chỉ quan tâm một điều thôi, Linh Lan đang ở đâu? Âm binh của Lâm sao Lâm hỏi tôi? Ê, Linh Lan là một linh hồn đang chờ tìm người thân, không phải là âm binh đang biết gì hết. Cho dòng khác họ ở trong nhà thì khác gì đang nuôi âm binh. Ê, tao nói một lần nữa nha, không phải là âm binh nghe chưa? Sao mày liều vậy? Bình tĩnh, làm gì nóng gì vậy Lâm? Là pháp sư á thì phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Tâm mà không tịnh như vậy thì làm sao mà khai mở giác quan? Thấy gì không? Trời ơi, vậy là đúng như lời đồn. Pháp sư trẻ mồ côi Tinh Lâm không có cha mẹ dạy cho nên là không thể nào thấy được ma. Về nhà mà tu luyện thêm đi. Khi nào mà khai nhãn được mắt âm á thì hãy nói chuyện với tôi. Ê, ngay từ đầu là tao không có một ý định muốn nói chuyện với mày luôn á Danh. Tự nhiên có đâu khơi khơi mà xuất hiện mình làm khùng làm điên trong cuộc đời tao vậy? Sao tự nhiên chợ ngang vậy ba? Ừ, tao chợ vậy đó. Pháp sư chợ, bắt ma ở ngoài chợ, con mắt không thấy được ma mà bắt được ma mà thấy tao ghê chưa? Còn mày hả? Lạnh lùng bôi hả? Ê, ngầu lòi hả? Xin lỗi phải gu tao nha. Nè, nói chuyện không động tay động chân nha. Không động tay động chân mà mày đang động chỗ chuyện của tao đó. Tao không biết mày học ở chỗ nào. Mày học ở chỗ nào trên núi nào mà mày mới xuống hay là mày giỏi nhất thiên hạ gì đó kệ mẹ mày. Tao không quan tâm nha. Cái chuyện tao quan tâm bây giờ là Linh Lan đang ở đâu, làm ơn là phước mày trả lời liền giùm tao một cái. Tao về tao ngủ rồi mai tao còn đi bán nữa. Tôi không có biết. Lúc bị con ma nữ đẩy ra khỏi cõi mộng là tôi hết biết gì nữa rồi. Ê, sao mà mày kêu người ta ma nữ hoài vậy? Chứ kêu bằng cái gì? Tiên nữ. Tiên nữ? Ờ. Ờ, tiên thì tiên. Hồi nãy mày mới thả âm binh gì của mày đúng không? Đúng. Qua đây nó nghe này nè. Xin thưa với mày luôn, tao không có giỏi nha, cái này tao nói thiệt. Tao chỉ có mấy cái trò linh ta linh tinh giống vậy nè, nhưng mà đủ xài rồi, đủ làm nghề rồi. Từ đây về sau tao với mày không có liên quan gì với nhau nữa, làm ơn đừng có ám tao nữa nha. Bye nha. Ừ mà quên, đừng có cho dì Mai số đề nữa. Càng kiếm thật nhiều tiền không phải mình làm ra, càng khổ hơn thôi. Lâm, mày hỏi tiếng nữa tao phóng cái này vô mặt mày giờ. Ủa hoài. Trong tiếng đập của tiếng kinh trừ tà hay, nghe xong muốn hồn siêu phát tán luôn. Thật sự nó không tầm thường đâu. Thằng này có vẻ hay ho. Ê, tao bình thường nghe, sức khỏe tao ổn nghe, không có hay ho nha mày. Nè, im đi, nó hoài. Mệt quá. Cứ đợi đó,